Đáp bột mỏng liệu có dễ gãy không? Câu trả lời là không nha mọi người. Nếu như khách không cố tình làm gãy, dù bạn đắp dày hay mỏng, nhưng nếu khách dùng móng tay khui lon bia hay làm cái gì đó sử dụng móng tay quá mạnh thì đều bị gãy. Có cô khách hay cưỡi ngựa, cứ 10 ngày là vào đắp lại 2-3 ngón. Cô ấy nói vì cô ấy hay cầm cương ngựa nên gãy là bình thường. Lâu lâu có khách dễ thương ghê, biết mình vô ý tự làm gãy nên không mắng vốn mà nhẹ nhàng xin làm lại và trả phí. Mấy người như vậy tôi mà là chủ là tôi cho phi luôn à. Mới đầu mình qua đây mình cũng rất sốc khi khách cứ đến bắt đền khi làm được vài ngày. Có nhiều khách chỉ vì không thích màu sơn ấy nữa, hay xài 2-3 ngày chán rồi thì chê bai các kiểu, và mình phải tháo màu sơn ra làm lại cái khác. Mà lúc bắt đền khách làm ghê lắm nha, rồi có khách bị gãy móng hoài à, mà chỉ gãy đúng cái chỗ đó. Hỏi mãi mới biết là do bà trầm cảm nên cứ gặm và cắn móng tay, ôi là trời, móng bột mà còn cắn gãy luôn á nha. Nãy giờ đi xa quá, quay lại câu hỏi nha. Đắp mỏng nhưng đúng kỹ thuật thì rất bền và không hề dễ gãy xíu nào nha. Mấy bà thấy mấy cây cầu tại sao thường lại cong ở đoạn giữa không? Bởi vì dạng cong đó nó làm chịu lực, chịu tải tốt hơn dạng thẳng. Chứng minh nho nhỏ nha, các bà lấy lá bài ra, bóp cong rồi nhấn thử xuống mặt bàn xem có dễ gập không? Không hề dễ đúng không? Rồi giờ thả tay và cầm một đầu và nhấn đầu kia xuống mặt bàn xem thế nào, nó liền cong liền. Móng neo cũng nguyên lý đó, nó ở dạng cong sẽ chịu lực tuyệt vời dù có mỏng như là lá bài đi nữa. Nên cẩn thận đắp dày mà vẫn cong thì sao? À chẳng sao cả, chỉ tốn bột, tốn lý huỵch và nặng tay khách một ít thôi. Hôm bữa có bà khách đi gỡ móng, bà nằng nặc đòi gỡ ngay dù không có đặt lịch, bởi chịu 2 ngày là hết chịu nổi cái bộ móng không biết làm ở đâu mà dày quá dày. Bà còn ví von nói, ta tưởng như đang mang 10 con ốc sên mà con nào con đấy béo ú na ú nần. Gỡ xong á, tôi định bả làm thử với bộ móng mỏng thiệt là mỏng, bả vui quá trời. Ra về bả còn hỏi tên để lần sau ghé lại tìm. Giống như bộ móng này, mình đắp rất là mỏng. Thật ra nếu như mà không sơn màu á, mình để như kiểu vậy luôn và sơn tốp cho khách là hoàn thành. Còn nếu như mà các bạn kỹ một chút thì mài sơ cái phần chân móng là xong. Đắp như kiểu này á, đỡ tốn nhiều thứ lắm các bạn. Đỡ tốn ly huỵch, đỡ tốn bột, đỡ tốn công sức, đỡ tốn thời gian. Mấy bà đừng quên á, nghề neo là nghề trang trí móng chứ không phải nghề bó bột móng nha các bà. Làm dày quá, mài ra muốn khùng luôn á mấy bà ơi. Đó, cái bộ này tôi đắp xong á, bột nó còn chưa khô nữa, lại phải bỏ vào đèn hơ tiếp, cho nên đắp mỏng nhanh lắm mấy bà.